Xin kính chào quý vị. Sau đây là phần bình luận với tựa đề Anh có dám mạnh tay với Trung Cộng? Bài viết hôm nay do Trang Nguyễn biên soạn qua chương trình bày. Thưa quý vị, vào đầu tháng này, thì Ngoại trưởng Vương quốc Anh đó là Dominic Raab đã có một bài phát biểu tại Quốc hội về các biện pháp để có thể bảo đảm rằng các doanh nghiệp Anh không có bắt tay làm ăn với cái mà ông gọi là lao động cưỡng bức quy mô công nghiệp của Bắc Kinh đối với lại người Hồi giáo Duy Ngô Dĩ, thiểu số ở tại vùng Tân Cương của Trung Cộng. Tuy nhiên, nhận xét của ông Raab không đề cập đến việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với lại các quan chức của đảng Cộng sản Trung Cộng, vi phạm nhân quyền. Sự thiếu sót đã gây ra một sự ồn ào giữa các nhà báo và một số nhà lập pháp, bởi vì hướng dẫn báo chí trước đó của chính phủ đã chỉ ra rằng bài phát biểu sẽ bao gồm một thông báo về các biện pháp trừng phạt theo một đạo luật được mô phỏng theo đạo luật của Menesky toàn cầu ở tại Hoa Kỳ. Trước cuộc họp báo, thì ông Raab nói rằng chính phủ sẽ giữ cho khả năng áp dụng các biện pháp trừng phạt đó trong dự phòng. Lion Duncan Smith là một cựu lãnh đạo của đảng bảo thủ cầm quyền. Người ủng hộ lệnh trừng phạt Menesky đã hỏi thẳng tại quốc hội ai trong chính phủ có thể ngăn cản Raab thực hiện các biện pháp đã được lên kế hoạch. Bất cứ ai đứng sau việc này thì sự đảo ngược này cũng cho thấy sự thiếu vắng định hướng hoặc là nguyên tắc chỉ đạo trọng tâm trong chiến lược chung cộng của chính phủ nước Anh. Sách trắng cuối cùng về Trung Cộng được xuất bản vào năm 2009 quá cũ kỹ nếu xét đến sự chuyển hướng độc tài mạnh mẽ mà đảng Cộng sản Trung Cộng đã thực hiện dưới thời Tập Cận Bình kể từ khi mà ông nắm quyền vào năm 2012. Dòng điệu nhẹ nhàng hơn trong bài phát biểu công ra áp cũng đã phản ánh mong muốn của Thủ tướng Boris Johnson trong việc giữ cho các lựa chọn ngoại giao của mình cởi mở đối với lại Bắc Kinh khi mà Vương quốc Anh đảm nhận vị trí chủ tịch luân phiên hàng năm của G7 và cũng chuẩn bị tổ chức hội nghị biến đổi khí hậu tiếp theo của Liên Hợp Quốc ở tại Glasgow vào cuối năm nay. Trong 5 năm qua, thì Vương quốc Anh đã thực hiện một chính sách đối ngoại hậu Brexit được xác định rõ ràng mà nước này gọi là nước Anh toàn cầu. Giờ đây, khi phải vật lộ để có thể lấp đầy khoảng trống kinh tế do việc rời khỏi Liên minh châu Âu đầy hỗn loạn, thì chính phủ của Johnson có lẽ đang đắn đo xem họ phải làm như thế nào đối với lại các hành vi trái đạo đức của Trung Cộng mà không có phá hoại quan hệ thương mại và đầu tư rộng lớn hơn với nền kinh tế khổng lồ này. Trên thực tế, thì ông Johnson đã có những hành động rất là không rõ ràng trong mối quan hệ với Trung Cộng trong thời gian gần đây. Một mặt nước Anh cố gắng cân bằng các mối quan tâm kinh tế bởi vì Trung Cộng có một bề dày thành tích trong việc trừng phạt các hành vi đối đầu đối với lại đảng Cộng sản bằng các biện pháp đối phó thương mại. Các mức thuế gần đây của Trung Cộng đối với lại hàng nhập cảng của Úc, đối với lại mọi thứ, từ rượu vang cho đến gỗ và than đá là một ví dụ điển hình để trả đũa cho việc camera kêu gọi điều tra về nguồn gốc của coronavirus. mà khác, anh cũng hướng tới một lập trường cứng rắn hơn để chống lại Trung Cộng. Mặc dù bài phát biểu của Raab bị lu mờ bởi việc bỏ lệnh trừng phạt Menaski vào cuối cùng, nhưng lời chỉ trích mạnh mẽ của ông và những hành động tàn bạo của Tân Cương có thể cho thấy một sự thay đổi đáng kể trong suy nghĩ của chính phủ Anh về Trung Cộng. Thương mại song phương giữa Vương quốc Anh và Trung Cộng đã đạt tổng trị giá lên tới 80 tỷ bảng Anh, tức là khoảng 110 tỷ Mỹ Kim vào năm 2019, và các công ty của Trung Cộng đóng một vai trò quan trọng trong cơ sở hạ tầng của nước Anh. Tập đoàn Điện Nguyên Tử của Trung Cộng thuộc sở hữu của nhà nước nắm 1 phần 3 cổ phần của nhà máy Điện Nguyên Tử Hinsley C là một dự án trị giá là 20 tỷ bảng Anh đang được xây dựng ở tại Somerset, miền Tây Nam của nước Anh. Và năm ngoái, thì nhà sản xuất thép của Trung Cộng đó là Jingui Group đã hoàn tất việc mua lại British Steel với giá là khoảng 50 triệu bảng Anh và các công ty trung cộng khác có cổ phần lớn trong các mỏ dầu ngoài khơi của nước Anh cũng như là các mạng lưới giao thông và tiện ích. Tuy nhiên, anh cũng hiểu rằng việc tăng cường chỉ trích Bắc Kinh sẽ có nguy cơ cản trở đầu tư của Trung Cộng trong tương lai mà còn có thể làm suy yếu các doanh nghiệp Anh đang hoạt động ở tại Trung Cộng. Ví dụ như là Trung Cộng có thể cấp phép chậm hơn hoặc là điều tra thuế đối với lại các công ty của Vương quốc Anh. Tất nhiên, Bắc Kinh cũng có những lo sợ riêng khi mà đối đầu Anh Do đó thì nó đã phản ứng im lặng đối với lại việc Vương quốc Anh loại trừ gã khổng lồ viễn thông Huawei ra khỏi mạng 5G của họ vào năm ngoái vì lý do an ninh quốc gia, kết quả của áp lực từ Hoa Kỳ và cơ sở quốc phòng của nước Anh. Trong tương lai, thì các khoản đầu tư nhạy cảm từ nước ngoài như vậy sẽ được sàng lọc theo luật đầu tư và an ninh quốc gia đang được thông qua quốc hội. Và dự luật này cũng nhằm ngăn chặn các công ty của Trung Cộng mua lại các tài sản công nghệ mà sau này có thể được sử dụng lại cho các ứng dụng quân sự hoặc là giám sát. Trong khi đó, thì việc xem xét liên tục chính sách an ninh quốc phòng và phát triển của Vương quốc Anh dự kiến sẽ thúc đẩy sự định hướng lại các tài sản quân sự và ngoại giao đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Queen Elizabeth là một hàng không bổ hạm mới, là tàu chiến lớn nhất từ trước đến nay của Anh, dự kiến sẽ triển khai lần đầu tiên vào cuối năm nay trên một tuyến đường bao gồm Biển Đông, và có khả năng đưa Anh vào một cuộc va chạm với Bắc Kinh. Một chương trình mới nhằm cung cấp cho một số người dân Hồng Kông, một con đường nhanh chóng để trở thành công dân của Vương quốc Anh, được công bố để đáp lại những nỗ lực của Trung cộng nhằm hạn chế quyền tự trị của lãnh thổ là một khía cạnh tranh cãi khác. Bill Allen, là một nhà kinh tế tại Viện Nghiên cứu Kinh tế và Xã hội Quốc gia của Vương quốc Anh, đồng ý rằng London có thể trở thành một địa điểm hấp dẫn cho các công ty Hồng Kông và các công ty châu Á khác để thả nổi cổ phiếu, đặc biệt là nếu cuộc đàn áp của Bắc Kinh ở Hồng Kông tiếp tục làm suy yếu quyền tự chủ của họ và nới rộng ra, thì nó đóng một vai trò là cửa ngõ tài chính của thế giới vào Trung Cộng. Tất cả những vướng mắc và những phụ thuộc lẫn nhau trong kinh doanh này cho thấy sự cấp thiết đối với lại London trong việc đưa ra một chiến lược chặt chẽ, hợp lý đối với lại Trung Cộng. Việc này không đơn giản bởi vì đang có những sự thất vọng trong quốc hội về việc chính phủ Johnson đã từ chối xử phạt các quan chức của Trung Cộng vì đã lạm dụng ở Hồng Kông và Tân Cương. Và nếu như Luân đôn không khéo léo và tự tin, thì nó có thể khiến song phương của hai bên trở nên bập bệnh hơn. Thưa quý vị, vừa rồi là phần bình luận với tiêu đề Anh có dám mạnh tay với Trung Cộng? Bài viết do trang Nguyễn Biên Soạn, quan chương trình bày. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong phần bình luận lần tới xin kính chào